xe tăng, một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất của sức mạnh quân sự, không chỉ đơn thuần là một phương tiện chiến đấu mà còn là một tác phẩm kỹ thuật tinh vi. Hãy cùng nhau khám phá cấu tạo và công dụng của chiếc xe tăng, một chiến binh trên mặt đất. Đầu tiên, chúng ta hãy nói về cấu tạo của xe tăng. Một chiếc xe tăng thường được chia thành nhiều phần chính: khung xe, tháp pháo, hệ thống động cơ và các thiết bị bảo vệ. Để khung xe là phần cơ bản, nơi tích hợp tất cả các bộ phận khác. Nó được thiết kế chắc chắn, thường được làm từ thép dày để chịu được đòn và các tác động mạnh từ môi trường. Hệ thống treo của xe tăng cũng rất đặc biệt, giúp xe có thể di chuyển trên địa hình gỗ ghế mà không bị lật. Tiếp theo là tháp pháo, phần nổi bật nhất của xe tăng. Tháp pháo không chỉ chứa pháo chính mà còn có các thiết bị quan sát và điều khiển. Một số xe tăng hiện đại còn được trang bị hệ thống điều khiển tự động giúp tăng độ chính xác khi bạn. Tháp pháo có thể xoay 360 độ, cho phép xe tăng dễ dàng nhằm mục tiêu mà không cần phải thay đổi vị trí. Điều này rất quan trọng trong chiến đấu khi mà thời gian là vàng bạc. Hệ thống động cơ cũng là một phần không thể thiếu. Xe tăng thường sử dụng động cơ diesel, giúp nó có thể di chuyển nhanh chóng và mạnh mẽ trên mọi địa hình. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc xe tăng tiêu tốn khá nhiều nhiên liệu. Một chiếc xe tăng có thể nặng từ 30 đến 70 tấn. Vì vậy, việc di chuyển và vận hành nó không hề dễ dàng. Để có thể vận hành một chiếc xe tăng, người lính phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt. Họ không chỉ cần hiểu rõ về các bộ phận của xe, mà còn phải biết cách xử lý các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, xe tăng còn được trang bị nhiều thiết bị bảo vệ. Giáp xe là một yếu tố quan trọng giúp bảo vệ kíp lái và các bộ phận bên trong khối đạn và mảnh vỡ. Các công nghệ hiện đại như cái giáp phản ứng nộ hay giáp composite đã được phát triển để tăng cường khả năng bảo vệ. Ngoài ra, một số xe tăng còn được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động có khả năng phát hiện và tiêu diệt các mối đe dọa từ tên lửa hay đạn pháo trước khi chúng tiếp cận. Giờ thì hãy cùng nhau tìm hiểu về công dụng của xe tăng. Đầu tiên và quan trọng nhất, xe tăng được sử dụng để hỗ trợ bộ binh trong các cuộc chiến. Với sức mạnh hỏa lực vượt trội, xe tăng có khả năng tiêu diệt các mục tiêu lớn như công sự, xe bọc thép hay thậm chí là các công trình kiên cố. Hỏa lực mạnh mẽ của xe tăng không chỉ giúp tạo ra sự áp đảo trên chiến trường mà còn có tác dụng tinh thần, khiến đối thủ cảm thấy lo sợ và mất tinh thần. Xe tăng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chiếm lĩnh địa hình. Với khả năng di chuyển linh hoạt trên các địa hình khó khăn như đồi núi, sông suối, xe tăng có thể nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí chiến lược. Điều này giúp quân đội có thể kiểm soát tình hình và tạo ra lợi thế trong các cuộc tấn công. Hơn nữa, sự hiện diện của xe tăng trên chiến trường còn giúp bảo vệ các đơn vị bộ binh, tạo ra một lớp bảo vệ vững chắc trước các cuộc tấn công của đối phương. Ngoài ra, xe tăng cũng có thể được sử dụng trong các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Trong những tình huống khẩn cấp, xe tăng có thể được triển khai để đảm bảo an ninh và ổn định khu vực. Chúng có thể bảo vệ dân thường, hỗ trợ các lực lượng gìn giữ hòa bình và ngăn chặn các hành động bạo lực. Điều này cho thấy xe tăng không chỉ là công cụ chiến tranh mà còn là biểu tượng của hòa bình và an ninh. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng xe tăng cũng gặp phải nhiều thách thức trong thời đại công nghệ hiện đại. Với sự phát triển của vũ khí chống tăng, xe tăng ngày càng phải đối mặt với nhiều nguy cơ hơn. Các loại tên lửa chống tăng hiện đại có khả năng xuyên thủng giáp xe tăng, khiến cho các nhà thiết kế phải liên tục cải tiến và nâng cấp. Điều này dẫn đến việc xe tăng ngày càng trở nên đắt đỏ và phức tạp hơn. Cuối cùng, xe tăng không chỉ là một phương tiện quân sự mà còn là biểu tượng cho sức mạnh và sự kiên cường. Chúng ta có thể thấy hình ảnh của xe tăng trong nhiều bộ phim, trò chơi điện tử và văn hóa đại chúng. Điều này cho thấy sự hấp dẫn và tầm quan trọng của xe tăng trong lòng người dân. Xe tăng không chỉ là một cỗ máy chiến tranh mà còn là một phần của lịch sử, văn hóa và tâm lý của nhiều quốc gia trên thế giới. Tóm lại, xe tăng là một công trình kỹ thuật vĩ đại với cấu tạo phức tạp và nhiều công dụng quan trọng. Từ việc hỗ trợ bộ binh cho đến chiếm lĩnh địa hình, xe tăng đã chứng tỏ được vai trò của mình trên chiến trường. Dù có những thách thức trong thời đại công nghệ hiện đại, xe tăng vẫn là một biểu tượng không thể thiếu trong quân đội của nhiều quốc gia. Hãy cùng nhau trân trọng và hiểu rõ hơn về những chiến binh này, vì chúng không chỉ là máy móc mà còn là những câu chuyện, những kỷ niệm và những bài học quý giá trong lịch sử nhân loại.